kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố Rini, bí mật của những đống tranh cũ. Vào cuối những năm 20 của thế kỷ 20, một hãng lớn của nước ngoài đã đề nghị giám đốc một nhà máy luyện kim màu ở Siberia ký với họ một hợp đồng tưởng như rất có lợi. Bán cho hãng này với giá cao những đống thải liệu đá rỗng chất đầy quanh địa phận nhà máy. Rõ ràng không phải tự nhiên những người nước ngoài lại để ý tới thứ thải liệu sản xuất này, cán bộ nhà máy đã suy luận như vậy. Bởi lẽ một hãng nước ngoài chỉ vì nhiệt tình mong muốn giúp đỡ cải thiện tình trạng tài chính của một nhà máy Xô Viết chứ không vụ lợi thì thật quá vô lý. Vậy phải tìm cho ra xem mấu chốt là ở đâu. Thế là các nhà hóa học của nhà máy bắt tay vào nghiên cứu kỹ lưỡng những đống rác cũ. Chẳng bao lâu sau, mọi việc đã trở nên rõ ràng. Té ra là thứ đá rỗng nọ chứa Rini, một kim loại cực kỳ hiếm vừa được khám phá ra trước khi xảy ra sự kiện trên vài năm. Vì sản lượng khai thác Rini khi đó trên thế giới được tính theo đơn vị gam, nên giá của nó cao tới mức khó tưởng tượng nổi. Chả thế, các đại diện của hãng nước ngoài nọ sẵn sàng chịu mọi giá để mua cho được những đống rác quý giá này. Nhưng thật cay đắng cho họ, hợp đồng này đã không thành bởi những lý do bạn vừa rõ. Rini là gì và tại sao người ta lại quá chú ý tới nó đến như vậy? Quyền phát minh ra kim loại này thuộc về hai vợ chồng bác học người Đức, Ada và Walter Nordak. Song trước họ đã có biết bao người đi trước nỗ lực thúc đẩy để đạt được sự huy hoàng trong việc phát hiện kim loại này. Vấn đề là ở chỗ ngay từ năm 1871, Mendeleev đã tiên đoán rằng trong thiên nhiên tồn tại hai nguyên tố hóa học tương tự mangan mà trong hệ thống tuần hoàn chúng phải chiếm các ô số 43 và ô số 75, khi đó còn trống nằm dưới mangan. Mendeleev tạm gọi chúng là Akamangan và Divimangan. Số ứng cử viên tranh giành các vị trí trống này té ra quá lớn. Lịch sử hóa học lưu lại được rất nhiều bản báo cáo về phát minh ra các nguyên tố mới, nhưng sau khi bị kiểm tra kỹ lưỡng đành phải rút lui. Điều đó cũng đã xảy ra với các nguyên tố tương tự mangan. Rất nhiều nhà hóa học các nước luôn luôn sẵn lòng hưởng quyền làm người đầu tiên tìm ra các nguyên tố bí ẩn đó. Nhưng những nguyên tố được họ phát minh ra, Inmani, Devi, Lucy, Nipponi, chỉ được phép đi vào lịch sử khoa học, chứ không được chiếm các vị trí trống trong bảng tuần hoàn. Thực ra thì chỉ có một chất trong số đó, Devi, do nhà hóa học Nga, Kohn, khám phá vào năm 1877 và được vinh dự mang tên của nhà hóa học nổi tiếng người Anh Devi, có khả năng tạo ra phản ứng hóa học này vẫn được dùng trong hóa phân tích để xác định Rini. Rất có thể thực tế Kohn đã được cầm trong tay những hạt kim loại ánh bạc sâm sẫm, thứ kim loại nửa thế kỷ sau chính thức ra đời dưới tên gọi Rini chăng? Nhưng thế nào chẳng biết, còn ở các ô 43 và ô 75 vẫn tiếp tục đặt ra những dấu chấm hỏi ngán ngẩm. Thời gian bạc vô âm tính về các nguyên tố trên kéo dài mãi cho đến khi các nhà hóa học người Đức Van Tê Nodak và Ara Thác bắt đầu tham gia công việc truy lùng các nguyên tố vô hình nọ. Và chẳng bao lâu sau, họ đã củng cố liên minh khoa học của họ bằng cả những sợi tơ duyên, bởi có lẽ họ cho rằng như thế công việc sẽ trôi chảy hơn. Bắt tay vào công việc hồi đầu năm 1922, mục tiêu thí nghiệm đầu tiên của họ là một thỏi quặng platin, nhưng do thử nghiệm với nó tương đối phức tạp nên các nhà hóa học đã đành phải tìm loại nguyên liệu đơn giản hơn. Thêm nữa, các công trình nghiên cứu lý thuyết do họ tiến hành song song với thí nghiệm đã thuyết phục họ tin rằng xác suất lớn nhất là các nguyên tố cần tìm số 43 và số 75 trong thiên nhiên ẩn náu ở các khoáng vật kiểu Columbus. Ngoài ra, lý thuyết đã cho phép họ tính được trữ lượng gần đúng trong vỏ trái đất của các nguyên tố không chịu để bị phát minh này hóa ra. Cứ hàng tỷ nguyên tử, các đại biểu của giới hóa học mới có một nguyên tử của chúng. Bởi thế không có gì đáng ngạc nhiên nếu các căn hộ số 43 và 75 vẫn vô chủ lâu tới như vậy, và chủ nhân tương lai của chúng trong thời gian đó thì chơi trò ưu tiên với biết bao nhiêu thế hệ các nhà hóa học. Thí nghiệm của hai vợ chồng Đô Đắc làm ta phải sửng sốt vì quy mô của chúng. Trong vòng một năm, sử dụng phương pháp phân tích phổ Röntgen mới được thiết lập trước đó không lâu, họ đã nắn bóp 1.600 loại khoáng vật dưới đất và 60 vị khách từ vũ trụ thiên thạch. Lao động khó nhọc đã mang lại thành quả. Năm 1925 họ tuyên bố là họ đã tìm được hai nguyên tố mới Marjorie số 43 và Rini số 75. Nhưng tuyên bố về phát minh chưa thể đã đủ. Nhất thiết phải chứng minh cho những ai còn ngờ vực về sự ra đời của các nguyên tố mới, phải được công nhận mới đủ sức thuyết phục. Một trong những nhà bác học không chịu tin rằng, cuối cùng đã đến lúc phải đặt các ký hiệu MA và RE thay cho những dấu chấm hỏi vào bảng tuần hoàn của Mendeleev, là nhà hóa học danh tiếng người Đức Wilhelm Pirand, là nhà lý thuyết và thực nghiệm tuyệt diệu. Pirand tranh cãi dữ dội với đôi vợ chồng Đô Đắc. Đáp lại ông, đôi vợ chồng này quyết bảo vệ uy tín của mình bằng mọi giá. Toàn bộ giới khoa học thích thú theo dõi trận đấu này. Cuối cùng kết quả là hòa,
đôi vợ chồng Đô Đắc không đưa ra nổi bằng chứng có đủ sức thuyết phục về sự tồn tại của Marjorie, còn về Vinny thì tới thời điểm đó nó đã tồn tại không chỉ trên biểu đồ phân tích phổ Röntgen. Năm 1926, họ đã phân tách được 20mg kim loại mới, còn một năm sau đó, họ mới phân tách được 120mg. Hơn nữa, các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học khác như Lorin người Anh, Jules Jorowsky và Dorjek người Tiệp khác hoàn toàn độc lập với hai vợ chồng Đô Đắc, nhưng có điều sau đó vài tháng, họ cũng phát hiện thấy nguyên tố số 75 trong quặng mangan, cũng chứng tỏ rằng đã tìm ra chủ nhân thực sự của dinh cơ tương ứng trong bảng tuần hoàn. Té ra Rini là nguyên tố cuối cùng phát hiện được trong vật liệu của thiên nhiên. Về sau người ta còn điền được một số ô trống của hệ thống tuần hoàn các nguyên tố của Mendeleev, nhưng chủ nhân của các ô đó đều điều chế được bằng con đường nhân tạo, nhờ các phản ứng hạt nhân. Nguyên tố đầu tiên trong số đó chính là Marjorie, thuở nọ, nguyên tố số 43 được các nhà bác học người Ý là Jagra và Perry, những người phát minh ra nó vào năm 1937, gọi là Technasty, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhân tạo. Nhưng ta hãy quay lại Gerini. Có được tên gọi như vậy là kim loại này phải chịu ơn sông Tranh, tiếng Đức là Rhein. Dùng Rhein là quê hương của Aita Nô Đắc, cũng tại đây bản thân Rini lần đầu tiên xuất hiện trên đời. Xin nhấn mạnh rằng không một con sông nào khác trên hành tinh chúng ta lại được các nhà hóa học và vật lý học dành cho một vinh dự lớn tới như vậy. Sản xuất kim loại mới với quy mô công nghiệp được triển khai vào đầu những năm 30 ở nước Đức, nơi đã tìm được quặng molybden với hàm lượng Rini khá cao, 100 gram trên 1 tấn. Thật chỉ như giọt nước trong hồ, nhưng đối với Rini thì nồng độ như vậy có thể coi là đặc biệt cao rồi, bởi lẽ hàm lượng trung bình của nó trong vỏ trái đất thấp hơn hàng vạn lần. Số nguyên tố hiếm gặp hơn Rini trong thiên nhiên có không nhiều. Mức phổ biến của các nguyên tố hóa học để dễ hình dung thường được biểu diễn dưới dạng một hình tháp. Đáy lớn của tháp thuộc về axi, silic, nhôm, sắt, canxi, những nguyên tố phong phú nhất trên trái đất, còn Rini thì nằm ở lưng chừng trời trên đỉnh cao vút của tháp. Như viện sĩ Fuchsman giả thiết thì Rini có đặc điểm là thường tập trung ở những vùng sát với nhân của trái đất. Rất có thể sau này các nhà địa chất sẽ xâm nhập được tới tận lòng đất và báo chí toàn thế giới sẽ loan tin gây chấn động lớn về việc khám phá ra ở đó một mỏ cực giàu Rini. Năm 1930, sản lượng khai thác Rini trên thế giới vẹn vẹn có 3 gram, được cái mỗi gram trị giá khoảng 40.000 bác thời đó. Chú thích, đồng mark là đơn vị tiền tệ của Đức trước khi gia nhập Liên minh đồng tiền chung châu Âu Euro. Nhưng ngay 10 năm sau, riêng ở Đức đã khai thác được gần 200kg kim loại này. Từ đó trở đi, sự quan tâm về Rini ngày càng tăng như diều gặp gió. Té ra Rini là một trong những kim loại nặng nhất, nặng hơn sắt gần 3 lần. Chỉ Osimi, Iridi và Platin là vượt được Rini về tỷ trọng. Nét đặc trưng của nó là khó nóng chảy lạ kỳ. Về nhiệt độ nóng chảy, 3180 độ C, nó chỉ thua có Wolfram. Còn nhiệt độ sôi của nó thì cao tới mức cho đến nay người ta vẫn không sao xác định được một cách tương đối chính xác, mà chỉ có thể nói rằng nó gần bằng 6.000 độ C, chỉ Wolfram là sôi ở nhiệt độ tương tự. Rini còn có một tính chất quan trọng nữa là có điện trở rất cao. Tính chất hóa học của Rini cũng không kém phần lý thú. Ngoài Rini, không một nguyên tố nào khác của hệ thống tuần hoàn dám huênh hoang rằng nó có 8 axit khác nhau. Ngoài cái bộ 8 axit này, hóa trị của Rini biến đổi từ 1 tới 8. Nó là nguyên tố duy nhất trong tất cả các kim loại có khả năng tạo ra ion, được gọi là Rinigen, trong đó kim loại có hóa trị âm 1. Rini đặc biệt bên ngoài không khí, ở nhiệt độ trong phòng, bề mặt Rini vẫn sáng lấp lánh trong hàng chục năm liền. Về khoảng này, có lẽ chỉ vàng, platinum và các đại diện khác của họ hàng nhà kim loại quý mới có thể cạnh tranh được với nó. Nếu đánh giá tất cả các kim loại về độ bền ăn mòn của chúng, thì trong bảng sắp xếp thứ hạng này phải dành cho Rini vị trí vinh dự nhất. Bởi lẽ thậm chí những axit dữ tợn nhất như các axit fluorhydrid, chlorhydrid, sulfuric cũng không đọ sức nổi với nó, mặc dù trước axit nitrit thì nó xin thua. Như bạn thấy, tính chất của Rini khá đa dạng và hoạt động của nó trong kỹ thuật hiện đại cũng rất phong phú. Có lẽ vai trò quan trọng nhất của Rini là tham gia chế tạo các hợp kim chịu axit và chịu nhiệt khác nhau. Kỹ thuật thế kỷ 20 đặt ra trước các vật liệu thiết kế những đòi hỏi ngày càng khắt khe. Rất có thể, để có được hợp kim có tính chất bất kỳ, đã định, ông già Cortese chỉ cần nhổ dài 3 sợi trong chòm trâu của ông ta là xong. Còn các nhà khoa học, không được ân hưởng các phép lạ, phải bỏ ra hàng năm dài để làm được việc đó, hơn nữa, khi đó thường phải tốn tóc, trâu hơn nhiều. Chú thích, Cortese là nhân vật thần thoại trong phim cùng tên của Liên Xô. Chúng ta có đủ cơ sở để nói rằng, từ khi các nhà sáng chế hợp kim được trang bị thêm Rini, họ đã đạt được những thành tựu không nhỏ. Ít ra,
các hợp kim chịu nhiệt. Của kim loại này với Wolfram và Tantalry đã giành được sự công nhận của các nhà thiết kế. Còn phải nói, ít vật liệu nào đủ sức giữ nổi các tính chất cơ học quý ở cái nhiệt độ của hỏa ngục tới 3000 độ C, nhưng đối với các hợp kim của Rini thì ấy là điều không đáng nói đến. Hiệu ứng Rini, ảnh hưởng tốt của Rini đến tính chất của Wolfram và Molybdenum buộc các nhà nghiên cứu kim loại phải lưu ý đặc biệt. Mấu chốt là bởi những kim loại khó nóng chảy này, chúng không chỉ không sợ nhiệt độ cao, mà khi đó còn chịu được cả áp lực lớn một cách vững vàng, lại tỏ ra rất khó tính khó nết ở điều kiện bình thường, ấy là chưa nói đến khi hơi lạnh, chúng giòn tới mức bị đập là có thể nát vụn thành từng mảnh như thủy tinh vỡ. Song hóa ra, kết hợp với Rini, Wolfram và Molybdenum tạo thành hợp kim bền mà vẫn dẻo thậm chí ở nhiệt độ thấp. Bản chất của hiệu ứng Rini hiện vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Như các nhà khoa học giả thiết thì bản chất của nó như sau. Trong quá trình sản xuất, đôi khi Wolfram và Molybdenum bị nhiễm trùng carbon, bởi vì ở trạng thái trắng, các kim loại này hoàn toàn không hòa tan carbon, nên nó chẳng còn cách nào khác là phân bố dưới dạng các màng carbure cực mỏng dọc theo ranh giới của tinh thể. Chính những màng này làm kim loại trở nên giòn. Quan hệ giữa Rini và carbon có hơi khác. Nếu thêm Rini và Wolfram hoặc Molybdenum, thì nó sẽ đuổi cổ được carbon ra khỏi các vùng giáp ranh rồi đưa về dung dịch trắng nơi carbon hậu như vô hại. Giờ thì không có lý do gì để giòn nữa, nên kim loại trở nên khá dẻo. Đó cũng chính là câu trả lời cho thắc mắc vì sao từ hợp kim của Wolfram và Molybdenum, dây Rini có thể chế được lá bản hay dây kim loại mảnh hơn sợi tóc người nhiều lần. Để chế các dụng cụ hướng đạo siêu chính xác, loại thiết bị được các nhà du hành, phi công, nhà hàng hải thường xuyên sử dụng, nhất thiết phải có sợi xoắn dây kim loại cực mảnh, với đường kính có vài chục micromet, nhưng rất bền. Vật liệu tuyệt nhất để chế dây này là hợp kim Molybdenum Rini, 50% Rini. Để đánh giá độ bền của nó, ta có thể dựa vào một thực tế sau đây. Dây chế từ nó với tiết diện là 1mm², có khả năng chịu được tải lực vài trăm kg. Ngày nay khó có thể tìm được nơi nào chưa bị điện xâm nhập. Trong công nghiệp và nông nghiệp, trong giao thông cũng như sinh hoạt, đâu đâu cũng có vô vàn thiết bị điện cần mẫn lao động. Nói vô vàn thiết bị điện tức là phải nhắc tới vô vàn chiếc công tắc, vô vàn lá tiếp xúc điện. Khi công tắc hoạt động, trong đó đôi khi xuất hiện các tia điện nhỏ phóng ra. Chớ coi chúng là vô hại, chính chúng phá hủy dần, tuy chậm mà đều, chỗ tiếp xúc điện, dẫn tới hao tốn điện năng không dự đoán trước được. Dẫu dù hao tổn này có nhỏ đến đâu đi nữa, nhưng khi nhân lên giới hạn tỷ điểm tiếp xúc điện, nó sẽ trở thành con số rất lớn. Đảm bảo độ bền của điểm tiếp xúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi chúng phải vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc độ ẩm lớn, nơi xác suất phá hủy chúng tăng lên rõ rệt. Đó chính là nguyên nhân vì sao các nhà khoa học vẫn không ngừng tìm kiếm vật liệu ngày một bền hơn, cứng chắc và khó nóng chảy để chế tạo điểm tiếp xúc. Một thời gian dài, Wolfram được sử dụng vào mục đích này mà phải nói là không phải không có kết quả. Song từ khi biết được các đặc tính của Rini thì té ra lá Rini tiếp xúc điện tốt hơn là Wolfram. Chẳng hạn, các lá Wolfram chỉ chịu được sự hợp đồng tác chiến của sự ăn mòn dùng nhiệt đới và sự trung trong vài ngày đêm, sau đó chỉ còn nước đem dứt, nhưng lá Rini ở điều kiện như vậy vẫn công tác tốt hàng tháng và thậm chí là hàng năm liền. Nhưng lấy đầu ra cho đủ Rini để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp chế tạo máy điện, thử nghiệm cho thấy rằng không nhất thiết phải làm lá tiếp điện từ Rini nguyên chất, chỉ cần thêm một ít kim loại này vào Wolfram là có thể đạt được hiệu quả gần giống hệt như thế. Nhưng mức hao phí Rini thì lại giảm đi nhiều lần, 1kg Rini đủ để chế hàng vạn tiếp điểm. Một hợp kim Wolfram Rini do công nghiệp Xô Viết sản xuất đã được sử dụng trong hơn 50 loại dụng cụ điện chân không. Việc dùng vật liệu này ở cụm cathode của ống tia điện tử đã nâng được tuổi thọ của nó lên tới 16.000 giờ. Điều đó có nghĩa là, nếu chiếc đèn hình của máy vô tuyến nhà bạn phát sáng trung bình mỗi ngày 4 tiếng, thì cụm cathode của nó sẽ có thể phục vụ tốt ít nhất là 12 năm. Cả các hợp kim khác của Rini với niobi, nickel, chrome, palladium cũng thể hiện những tính chất rất hay. Chẳng hạn, chỉ một lượng Rini rất nhỏ thêm vào hợp kim chrome nickel đã làm tăng nhiệt độ nóng chảy của nó lên gần 200 đến 250 độ C. Nhờ có các tính chất độc đáo, nên các hợp kim Rini được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các cặp nhiệt siêu nhạy không run sợ trước sự ôm ấp của thép nóng chảy, đến đầu ngòi bút viết vĩnh cửu, đến trụ đỡ kim la bàn, vân vân, những chi tiết phải giữ được độ cứng, bền và chịu mòn cao trong thời gian dài. Số lượng hợp kim của Rini với các kim loại khác không ngừng tăng. Hơn nữa, hiện nay phần mềm máy tính trí tuệ nhân tạo đã giúp đỡ các nhà kim loại học rất nhiều trong việc chọn lựa bạn cho Rini. Dùng phần mềm máy tính này, người ta đã tiên đoán được tính chất của nhiều hợp kim Rini với một kim loại khác nào đó.
Để đấu tranh với sự ăn mòn, kẻ thù muôn đời muôn kiếp của kim loại, các nhà khoa học đã lập ra không ít phương pháp. Mà chrome, mà nickel, mà kẽm đã nhiều năm trời được áp dụng, nhưng mà rini thì lại là quá trình công nghệ tương đối mới. Không có gì có thể sánh nổi với lớp mà rini cực mỏng về độ bền. Nó bảo vệ chắc chắn các chi tiết khỏi tác động của axit, kiềm, nước biển, các hợp chất lưu huỳnh. Chẳng hạn, người ta dùng chiếc thạch và thùng chế từ thép tấm được mà rini để chuyên chở axit chlorhydrid. Mạ rini cho phép kéo dài được tuổi thọ của các dây tóc wolfram trong đèn điện, các ống đèn điện tử, dụng cụ điện chân không. Sau khi hút khí ra khỏi vỏ đèn điện, muốn hay không muốn cũng vẫn còn là dấu vết của oxy và hơi nước, chúng bao giờ cũng có mặt trong đèn nạp đầy khí trơ. Những vị khách không mời này phá hủy wolfram rất nhanh, nhưng nếu dây tóc đó được mạ rini, thì oxy và hơi nước cũng chịu, không làm gì nổi wolfram nữa. Hơn thế, khi đó tốn rất ít rini. 1 gram rini có thể mạ được hàng trăm mét dây tóc wolfram. Nhưng mặc dù chỉ tốn ít rini như vậy, sự quá khan hiếm về kim loại quý này không cho phép dùng nó trong hàng tỷ chiếc đèn điện nóng sáng thông thường. Song đối với việc chế tạo loại sản phẩm ít thông dụng hơn như đèn điện tử, thì việc mạ rini được áp dụng rất hiệu quả trong nhiều năm nay. Một lĩnh vực hoạt động mới nhưng rất quan trọng của rini là làm chất xúc tác. Rini kim loại cũng như nhiều hợp kim và hợp chất của nó, axit, sunfia, perrhenate, là những chất xúc tác tuyệt diệu đối với các quá trình khác nhau. Oxy hóa ammoniac và methane biến ethylene thành ethane, điều chế aldehyde và ketone từ rượu, cracking dầu mỏ. Chất xúc tác nhiều hứa hẹn nhất là rini dạng bột có khả năng hấp thụ một lượng lớn hydro và các khí khác. Theo ý kiến của các chuyên gia, trong những năm tới, nửa số lượng rini khai thác được trên toàn thế giới sẽ phải chi cho nhu cầu xúc tác. Như bạn đã rõ, rini hoàn toàn không bị thất nghiệp đe dọa. Song sự hiếm và tính phân tán của nguyên tố này trong thiên nhiên đã đặt thanh chắn ngang giữa con đường tiến tới sử dụng nó rộng rãi trong kỹ thuật. Chẳng hạn, trong vỏ trái đất, vàng nhiều hơn rini 5 lần, bạc hơn 100 lần, wolfram hơn 1.000 lần, mangan hơn gần 1 triệu lần, còn sắt hơn 50 triệu lần. Chỉ cần biết rằng rini không có mỏ riêng là đủ thấy nó phân tán tới mức nào. Trong thực tế, chỉ có một khoáng vật duy nhất có thể gọi là khoáng vật chứa rini. Jeskazaganti. Nó được tìm ra ở gần thành phố Jeskazan của Kazakhstan. Thường thường rini chỉ gặp dưới dạng tạp chất như trong molybdenite tới 1,88%, columbite, pyrit. Hàm lượng rini trong chúng rất ít, chỉ có từ vài miligram đến vài gram trên 1 tấn. Bởi thế có gì đáng ngạc nhiên nếu biết rằng để chế được 1 gram rini kim loại đầu tiên tương đối tinh khiết, hai vợ chồng nớt đắp đã phải xử lý hơn 600 kg molybdenite ở Na Uy. Theo tính toán của các chuyên gia, trữ lượng rini của tất cả các mỏ ở các nước tư bản chủ nghĩa vẹn vẹn độ chừng 1.000 tấn. Một yếu điểm khá lớn nữa của rini là nó quá đắt, nó đắt hơn hẳn vàng. Tuy nhiên, nhu cầu về kim loại này đang ngày càng tăng lên, nhất là trong những năm gần đây, khi các nhà sáng chế kỹ thuật tên lửa để ý đến nó. Trước đây, ở Liên Xô, chỉ có thể điều chế rini từ nguyên liệu khai thác đồng và molybdenum. Nhưng vào cuối những năm 70 của thế kỷ 20, các nhà khoa học viện luyện kim và làm giàu quặng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học nước Kazakhstan đã thiết lập được công nghệ tách kim loại cực kỳ quý này ra từ bán thành phẩm của ngành sản xuất gì. Cơ sở của công nghệ này là các quá trình trao đổi ion cho phép điều chế được kim loại nguyên chất có các tính chất lý hóa tốt. Mấy năm về trước, một số cộng tác viên trường Đại học Tổng hợp Paris đã có ý định thử dùng đồng dị phóng xạ sống lâu là rini 187 có trong thành phần của một dải thiên thạch để xác định tuổi của vũ trụ. Theo ý kiến của nhiều nhà khoa học, rini thiên thạch tạo thành trong các ngôi sao nổ của thiên hà chúng ta vào thuở xa xưa, mà ta có thể coi đó là những năm tháng còn trong đôi của thiên hà. Sau đó, đồng dị rini 187 phân trả một cách chậm rãi, chu kỳ bán trả của nó là 60 tỷ năm, rồi biến thành đồng dị oxymi có cùng số khối. Xác định được tỷ lệ tương quan giữa các đồng dị đó trong vật chất thiên thạch thì có thể tính được quá trình biến hóa phóng xạ này đã kéo dài trong thời gian bao lâu. Như tính toán của các nhà thiên văn Pháp, thì có thể chấp nhận một cách khá chắc chắn tuổi của vũ trụ bằng 13 đến 24 tỷ năm. Năm 1960, Viện Luyện Kim mang tên Baikop thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô đón khách nước ngoài đến thăm. Tưởng chừng như đối với cán bộ của viện có tầm cỡ thế giới như vậy, thì sự kiện này chẳng có gì đáng bận tâm. Ở đây người ta đã quen với sự tham quan thường xuyên của các đồng nghiệp nước ngoài mọi cấp hạng. Song các vị khách được nhắc đến ở trên, một đôi vợ chồng tóc đã ngã bạc làm ta phải đặc biệt kính trọng, đó chính là hai vợ chồng Nô Đắc. Họ đi lại suốt các gian phòng thí nghiệm kim loại và hợp kim hiếm và khó nóng chảy. Mối quan tâm của họ thật dễ hiểu. Các nhà khoa học phòng thí nghiệm này đã nhiều năm liền nghiên cứu rini và đã đạt được những kết quả rất quan trọng.
Tại viện này, Rini, thứ kim loại kỳ diệu, sẽ còn phải thể hiện những khía cạnh mới về tài năng của mình, nắm vững được các nghề mới. Và tất nhiên, hai vợ chồng Nô Đắc không thể thờ ơ đối với số phận sau này của đứa con đẻ của họ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm Rini. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo. Và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.